Xin chào các em nhỏ thân yêu đã quay trở lại với kênh Voicing Channel. Hôm nay chị Voi sẽ giới thiệu cho các em một món đồ chơi mới khá là lạ. Đây chính là bộ đồ chơi tranh tô màu bọt xốp đấy. Và bộ tranh in hình mèo Hello Kitty đi chơi Tết thật là đáng yêu. Bên trong bộ đồ chơi này sẽ gồm những cái túi màu bọt xốp khác nhau. Và đằng sau có một tấm hình màu hồng. Có in rất là nhiều hình để cho các em chọn đấy. Túi màu bọt xốp có rất là nhiều màu đủ cho chúng ta tô màu nha. Ngoài ra còn kèm theo những hạt đá trang trí rất là đáng yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Cách chơi rất đơn giản, các em chỉ lấy bột màu rồi dùng kéo cắt ra để lấy bọt màu ra. Rồi chúng ta nhào thật là đều. Sau đấy lấy một lượng nhỏ để tô cho nơ của mèo Kitty. Các em nhớ ấn đều vào các góc. Cát này sẽ không dính tay nhé các em, vì cát này của nó giống như sơn lam vậy đó. Tùy vào sở thích của các em hay tùy vào các em muốn màu gì, các em có thể tô đúng như tranh mẫu hoặc là tự sáng tạo cho mình một bức tranh có màu sắc riêng của mình. Còn ở đây thì chị Voi Xinh đang tô theo ý thích của chị Voi Xinh. Cái nơ thì chị tô màu hồng. Còn bây giờ chị sử dụng hạt xốp màu trắng để tô màu Hello Kitty. Đối với phần nào lớn thì các em có thể dùng tay để miết. Còn các phần nhỏ, các em có thể dùng dụng cụ nhỏ để tán đều. Thank you.
Wow, rất là nhanh chóng thì chị voi đã tô xong rồi. Và bây giờ chị sẽ sử dụng những hạt đá lấp lánh màu sắc này để điểm tô cho mèo Hello Kitty. Mèo Hello Kitty thêm phần xinh xắn nữa nhá. Ngoài việc dùng cả dây hạt đá thì các em có thể dùng kéo để cắt từng hạt ra nhé. Ở đây thì chị sử dụng cả dây đá để trang trí luôn cho mèo. Rất đơn giản và nhanh chóng, các em đã có bức tranh tô màu bọt xốp hình mèo Hello Kitty rồi. Kèm theo đó là một sợi dây móc khóa. Các em có thể dùng sợi dây móc khóa này để móc qua phần lỗ rồi gắn vào cái cây mà mèo Hello Kitty đang cầm tay nha các em. Bây giờ các em hãy gắn tất cả mọi thứ lên trên hình đế mà người ta đã kê sẵn lỗ để các em gắn lên. Ten ten, vậy là chị voi xinh đã có một bức tranh trang trí rất là đẹp, được làm bằng gỗ ép và các em chỉ để ngoài một lúc thôi là màu xốp lam đã khô lại và màu sẽ dính trong bề mặt của gỗ luôn, quá là đẹp phải không các em? Các em có thể đem trang trí góc học tập của mình hoặc tặng quà cho bạn bè và người thân đều được nha. Cảm ơn các em đã xem hết video của chị. Còn bây giờ, xin chào các em và hẹn gặp các em trong video tiếp theo nhé. Tạm biệt các em.